Các bạn thân mến, mời các bạn nghe mẩu truyện ngắn Kết thúc chỉ vì tiền qua giọng đọc của Hồng Trường. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm, nhưng vì những chuyến đi công tác thường xuyên của anh ấy mà tần suất gặp mặt của cả hai chỉ 1 đến 2 lần mỗi tháng. Nhìn chung mối quan hệ này vẫn ổn để chúng tôi quyết định kết hôn. Thế nhưng sau khi kết hôn được vài tháng, chúng tôi thường xuyên cãi vã. Vấn đề không phải ai là người nấu ăn, thì cũng là chuyện tiền bạc. Trong một lần cãi nhau, tôi muốn là người quản lý chuyện tiền bạc của cả hai vợ chồng, nhưng anh ấy không đồng ý và nói rằng chỉ nên có quỹ chung chứ không quản lý tiền của ai. Tôi sợ rằng anh ấy giữ nhiều tiền lại tiêu pha gái gú. Thế là chúng tôi cãi nhau. Tôi khăn gói bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày, hy vọng anh ấy bớt giận sẽ tới đón. Tôi chờ hoài, chờ mãi, đến tận ngày thứ 9 mới thấy anh ấy gọi điện. Tôi yêu cầu tới đón và muốn nói chuyện nhưng anh ấy từ chối. Vào ngày thứ 10, chị chồng đã liên lạc và mọi người đều nói rằng tôi mới là người có lỗi. Họ không nói về cách giải quyết vấn đề của cả hai, thay vào đó là nói rằng tôi chẳng bao giờ mời cơm họ và kể ra hàng loạt những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cảm giác như họ đang vạch lá tìm sâu, cố moi ra những điều sai sót chỉ để khỏa lấp chuyện kia. Trước những lời cáo buộc như vậy, tôi đành chấp nhận với những gì mình làm không tốt và hứa hẹn sẽ thay đổi. Sự việc không dừng lại ở đó, họ tiếp tục buộc tội tôi, cứ làm như thể tôi là người sai hoàn toàn và con trai họ vô tội. Tôi mất bình tĩnh và không thể chấp nhận nên bật lại. Chồng tôi lúc này nói, nếu em không nhận lỗi, chúng ta sẽ ly hôn. Vào ngày thứ 11, anh ấy đã xóa hết tất cả ảnh của cả hai trên mạng xã hội. Anh ấy quyết định ly hôn và liên lạc với tôi, chỉ để nói lý do vì tôi không biết nhận sai. Tôi nói rằng, nếu anh đã chuẩn bị ly hôn, thì chúng ta sẽ nói chuyện với cả hai bên bố mẹ. Vào ngày thứ 13, anh ấy, chị chồng, mẹ chồng đến nhà tôi. Lúc đầu họ thảo luận với nhau, nhưng sau đó họ đưa ra yêu cầu cho tôi, hỏi tôi có làm được không. Nếu làm được thì họ bỏ qua, cho phép tôi quay trở về sống với chồng như cũ. Trong khi mẹ chồng và anh ấy không nói gì, chị gái bắt đầu tính tiền liên quan đến cuộc hôn nhân này. Tôi nói rằng, nếu như mọi người muốn tụi con ly hôn, hãy trả cho con 230 triệu tiền bồi thường. Họ không chấp nhận và đe dọa kiện ra tòa. Trên thực tế, tôi không muốn ly hôn. Tôi chỉ sử dụng cách này để họ phải hối hận, vì tôi biết lúc nào gia đình họ cũng coi trọng chuyện tiền bạc. Nói thêm một chút là căn hộ chúng tôi đang ở là của gia đình anh ấy mua trước khi kết hôn. Anh ấy đứng tên. Sau này chúng tôi có mua thêm một chiếc xe, xe ô tô tiền chung, nhưng anh ấy vẫn là người đứng tên. Nếu lúc anh ấy đi công tác thì tôi là người giữ chìa khóa, nhưng không ngờ bây giờ họ đã lấy chiếc xe và thay đổi cầu khóa nhà. Điều đáng nói là gia đình chồng không thừa nhận là con trai của họ lái chiếc xe đó đi. Họ bảo tôi báo cảnh sát là bị mất, nhưng khi cảnh sát tìm được xe thì tôi biết rằng anh ta là người đã lái nó. Mặc dù những điều này đều nhỏ nhặt, không đáng nói, nhưng những gì anh ấy và gia đình đã làm tôi cảm thấy thất vọng. Bây giờ tôi đang rất buồn. Tôi không biết mình có nên tiếp tục hay từ bỏ cuộc hôn nhân này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần 1 mẩu truyện Kết thúc chỉ vì tiền qua giọng đọc của Hồng Trường. Mời các bạn xem tiếp phần 2 của mẩu truyện vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.